anh sử dụng những cái loại phân hoặc là có những cái bí quyết gì để cho cái vườn rau an toàn của mình nó đạt được năng suất cao không anh? Nói chung là cái tăng cái phân hữu cơ của anh là nó có đủ lại và trắng rồi, anh đã ủ nó đủ lại rồi, chẳng hạn như bánh dầu này, sữa da ua này, chuối này, những cái trái cây như đu đủ đủ lại hết, mỗi nó anh mỗi thứ một ít, là ví dụ như bô như cái kia là bô như cái nào, bả ngà là anh phun một lần, bả ngà là anh tưới một lần, là cái cây nó rất là ngọt, ăn vô cái cây nó ngọt cực kỳ. Bánh dầu thì em biết rồi, nhưng mà cái sữa chua với lại chuối là mình nó tột như thế nào mà anh? Đấy là mình có ngủ vô mình ngâm luôn cái nguyên liệu lên như thế nào đúng rồi. Ấy là ví dụ như một nó cho phép là ví dụ như bô nhiêu ký bánh dầu thì nó là bô như hũ sữa dâu, rồi bô như rỉ đường rỉ mật ong, rồi bô như cánh ký đậu nành nữa. Nó dạ. có quy trình của nó chứ không dạ. phải là anh đổ nó thừa kia cũng không được mà nó thiếu cũng không được. Tránh cái trường hợp mà bà con nhân dân cùng trồng một cái loại rau nó quá nhiều mà một cái loại rau thì lại thiếu, thì mình có cách gì để khắc phục cái tình trạng đó anh? Trong cái đậu của anh, hợp tác xã của anh đó, nó có tổ chức cái ngày 16 hàng tháng để ngồi mà uống nước trà mà để nói chuyện. Ví dụ như bữa nay nhờ anh, na em làm cái mần tơ, làm cái này cái nọ là bên khó, là trung bình làm cái thứ khó, tánh làm cái lại khó, mẫu thứ mẫu khó để nó khỏi lạc với nhau, nó khỏi thừa.